Xin chào các bạn, hôm nay mình làm một cái hồ bán cạn. Nhưng mà mục đích chính không phải là để nuôi cá hay là ngắm cây, mà mục đích chính là để nghe tiếng dế kêu các bạn ạ. Mình sẽ làm một cái hồ bán cạn để nuôi dế. Bên dưới mình cũng sẽ thả vài con cá thôi, nhưng mà lần này cá chỉ là nhân vật phụ. Mỗi khi mà nghe thấy cái tiếng dế kêu các bạn, mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là bình yên. Hồi xưa hồi còn nhỏ thì mình dùng cái hộp bánh quy ấy các bạn, cái hộp bánh kiểu giống như hộp bánh Danisa á, rồi mình cho đất trồng cỏ và bắt dế hoang để thả vô. Còn lần này thì mình sẽ làm một dạng hồ bán cạn nhỏ nhỏ thôi. Mình sử dụng cỏ gấu này các bạn này, ra ngay phía ngoài đường, gần gần chỗ như nhà mình có ít cỏ gấu lấy luôn. Nhổ thêm cái cây cỏ sữa nữa, cái này là cây cỏ sữa lá nhỏ này các bạn, cũng là một loại thuốc đông y các bạn. Mình nhớ không lầm là nếu mà bạn nào mà bị mụn mà dùng cái cỏ sữa này chấm vào cái nhựa của nó các bạn là nó nhanh lành lắm. Còn đây là cây lưỡi rắn trắng, cũng là một loại đông y luôn, vừa quen thuộc mà cũng đẹp luôn các bạn. Nhổ về luôn. Lưỡi rắn trắng hoặc là có tên khác là bạch hoa xà thiệt thảo. Mình sẽ dùng một cái hũ nhựa để cho cát vô. Mình sẽ trồng cái cây ở trong này chứ không trồng trực tiếp vào trong hồ. Tại vì như lúc nãy mình nói đó là mình để mình nuôi dế, nếu mà mình trồng trực tiếp vào trong hồ thì cái độ ẩm ở trong cái chỗ mình trồng này, cho dù mình có để nó thấp hơn mực nước thì nước nó vẫn hút lên, nó ẩm quá, nhiều khi nó không tốt cho dế lắm. Còn để trong cái hũ như vậy thì mình có thể điều khiển được cái độ ẩm của nó. Rồi mình sẽ dùng cát á, là tại vì cái hũ này không đục lỗ, nếu mà dùng đất á, thì nó sẽ bị bí khí, nó làm cho cây nó phát triển không tốt. Đối với cỏ thì các bạn dùng cát này nó vẫn sống ngon lành, chỉ cần cho nó đủ ánh sáng, đủ nước là ok. Cho thêm ít cát vào dặm lại cho nó chắc chắc cho để. Có thể là một vài bữa sau á, nó sẽ xuất hiện một vài cái lá héo, lá vàng. Không sao, chúng ta tỉa đi. Và các bạn cứ yên tâm, cỏ mà quăng đâu cũng sống, nhiều khi nhổ lên vứt ra ngoài mà chỉ cần có đủ độ ẩm thôi là từ từ nó cũng lên lại mà. Cực kỳ dễ sống luôn, chỉ cần nước và ánh sáng. Cái hơi hồ này là kiến thường nó không được trong lắm, cho nên các bạn nhìn thấy cái bóng của mình các bạn, nó hơi khó nhìn một chút xíu các bạn nhé. Đá cũng chẳng phải mua luôn, đá nhặt dưới quê các bạn, dưới quê nhiều con đường đầy đá luôn. Dùng đá để che cái hũ lại. Tắt thêm ít cát. Múc ngay nước ở trong hồ cá khác luôn, nước trong sẵn mà. Nếu cho nước vô mà đục quá thì có thể là phải hút ra châm lại. Còn nếu mà chỉ hơi đục đục xíu thì mình chờ trong, chờ cho nó lắng xuống cũng được. Cho thêm ít bèo tấm. Thả thêm mấy con cá nữa các bạn. Và nhân vật chính của chúng ta, một em dế. Ở trên lầu mình cũng thả ít con nữa. Nhiều khi nó rút vào trong bụi cỏ, nhìn cứ tưởng là nó chết hoặc là nó đi đâu rồi, hoặc là bị con khác ăn rồi, thực ra vẫn trốn trong bụi cỏ các bạn. Và đây là cái hồ sau hơn một tuần này các bạn này. Con dế nó vẫn còn mà nó trốn kỹ lắm. Nhưng mà ban ngày nó vẫn kêu, ban ngày với buổi tối thỉnh thoảng nó vẫn kêu. Mỗi lần mà nghe tiếng kêu nó cảm giác rất là bình yên các bạn ạ.
Như mình á, thì mình mua ngay cái dế ở những tiệm cá cảnh hoặc là chỗ bán chim các bạn, cái dế mồi các bạn. Lúc mới mua về thì nó sẽ không có cánh đâu, thường là không có cánh, nhưng mà chỉ cần nuôi vài bữa là nó mọc cánh đầy đủ. Và việc trồng cỏ như vậy ấy, nhưng mà mình vẫn cho nó ăn thêm, cho nó ăn chính luôn đó các bạn ạ. Đó là cho nó ăn cám cá các bạn, nó khôn lắm. Thả viên cám vô cái chừng 30 giây là nó ngửi thấy mùi là nó bu lại nó ăn liền luôn các bạn ạ. Nhiều khi đang yên tĩnh mà nghe tiếng dế nó kêu, cảm giác rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Các bạn thử xem.